Công an tỉnh Bắc Giang vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá trên mạng Internet quy mô lớn với số tiền giao dịch lên đến 2.500 tỷ đồng trong vòng chưa đầy một năm hoạt động. Đường dây cá độ do nhiều thanh niên ở Bắc Giang tổ chức cầm đầu. Trong các ngày 12 đến ngày 13 tháng 1, cảnh sát đã huy động 30 tổ công tác với gần 200 cán bộ chiến sĩ, đồng loạt tổ chức bắt giữ, khám xét và vận động đầu thú 23 đối tượng về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Quá trình điều tra, cảnh sát xác định nhóm đối tượng cầm đầu điều hành đường dây cá độ bóng đá nói trên gồm Nguyễn Văn Tình sinh năm 1996, Dương Văn Đức sinh năm 1992 và Dương Trung Hiếu sinh năm 1994, cùng trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Nguyễn Đình Đồng sinh năm 1996 và Nguyễn Văn Hoàn sinh năm 1993, cùng trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Từ tháng 5 năm 2022 đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm đối tượng trên đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá cược trên trang web bóng88.com ở nhiều giải đấu như Ngoại hạng Anh, Champions League, La Liga, AFF Cup, nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022. Để đối phó với cơ quan công an, nhóm đối tượng trên đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội để liên lạc và thanh toán tiền thắng thua qua nhiều phương thức khác nhau.